Cứu ai, ai bị gì con? Ai bị gì? Ô, xe cán hả? Được rồi. Được rồi, bà sẽ cầu nguyện cho, bà sẽ cầu nguyện cho. Con nít đi đâu ra ngoài đó? À, bầu hả? À, mẹ con có bầu á hả? À, là con bị xe cán, con chết luôn. Mẹ chết luôn. À, mẹ con nó đánh chết rồi. À, là mẹ con nó đánh chết rồi, con chết luôn. Được rồi, bà sẽ à. Rồi, nhân danh Chúa Giêsu Kitô qua quyền năng Chúa Thánh Thần, xin Chúa cho các linh hồn ở Trung Quốc bị xe cán chết. Ở quên, ở Hồng Kông, xin lỗi, lộn. Ở Hồng Kông bị Trung Quốc cán. Ở Hồng Kông bị Trung Quốc lấy xe cán. À, hướng thiện Trung Quốc, trung tín, hướng thiện trung tín, đem các linh hồn đó về, và những linh hồn bị bắn chết, bị giết chết, bị đập đầu chết, mấy ngàn người đã chết 3 4 tháng nay, tụi con hãy đi tìm các linh hồn đó về để dâng lên lòng thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. À, muốn tranh đấu hả? Rồi có nhiều người về chưa? À, nhiều người về, nhiều người không về. Thôi chết rồi thì đi về đi, rồi cầu nguyện với Chúa, rồi xin Chúa giúp cho. Đứng đó làm gì? Đâu có ra được con. Thôi được rồi, để bà kêu. Nhiều người vẫn còn tranh đấu chết mà vẫn còn tranh đấu không chịu về. Để đi về với Chúa. Đi về với Chúa đi rồi cầu nguyện cho Hồng Kông. Bây giờ đứng nó đâu có làm gì được nữa. Cầu nguyện cho Hồng Kông. Cho nó không có bắn, không có giết nữa. Thôi, chuyện đó có Chúa lo. Đi về, đi về, đi về, van nài lòng thương xót của Chúa cứu. Nhưng mà đứng đó rồi cũng không có ra về Hồng Kông được, cũng phải đi về với Chúa hết.
Chị về mẹ nhé. Đi về với Chúa rồi cầu nguyện nha, cầu nguyện, cầu nguyện chứ còn ở đó không có làm gì được đâu. Nếu Chúa cho. Được rồi, bây giờ mặt mấy à, hai rồi hai mẹ con đi về với Chúa, xong rồi những linh hồn mà đã được bị giết chết mấy tháng nay, xin xin Chúa cho họ về đây để chúng con dâng họ lên lòng thương xót của Chúa. Việc còn lại Chúa sẽ lo cách. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa cứu tụi con. Chúa biết Chúa phải làm gì. Bà chỉ biết dâng lên cho Chúa thôi. Rồi tất cả. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin Chúa thương xót cho các linh hồn bị tử thương ở Hồng Kông, xin Chúa thương xót và tha thứ tội cho họ. Xin Chúa thương xót tha thứ tội cho họ. Xin Chúa cho họ ơn chữa lành mọi thương tích bệnh tật. Xin Chúa cho họ ơn biết tha thứ để họ có thể tha thứ cho những người đánh đập, tra khảo, hành hạ họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Rồi tất cả đi nha. À, hồi nãy con là thai nhi trong bụng mẹ con bị đánh chết. À. Rồi bây giờ Chúa cho con qua lớn rồi, mấy tuổi rồi? Để bà không làm gì găm cho nó đánh nữa hả? Chú đâu có trả thù như vậy con. Được rồi, để bà cầu nguyện. Để bà cầu nguyện coi Chúa muốn gì ở nơi con mà con người ta đi hết mà con đi không được. Sao? Đi về cầu nguyện để Chúa cứu Hồng Kông. Mình đã hy sinh hết cả mẹ cả con gì còn đâu nữa, mình phải thù làm gì?
Bây giờ mẹ nắm tay dẫn con đi. Mẹ không dẫn nó đi là nó không đi được. Bây giờ có muốn lang thang cho con mình lang thang không? Rồi Mẹ vô chuyện đi. với bạn. Vô đi, coi muốn gì. Xuống hỏa ngục con không có năn nỉ được đâu, con không muốn đâu, chết thân xác của con không muốn chết, nó cái còn lại đâu đi chứ mẹ. Mẹ thương con vì con nhiều nhất, con yêu mẹ nhiều lắm, con trai yêu mẹ nhiều lắm mẹ. Vô đi chứ, nghe con một lần thôi, vô cô này thôi, còn mẹ muốn đi đâu thì mẹ đi, con không quan trọng nữa. Nhà mẹ vô cô này nói chuyện với bà cái gì xíu đi rồi rồi làm gì thế nào. Có thể mẹ nói chuyện những cái bất tức của mẹ ra thì có thể mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn, không có hận thù nhé. Con tha thứ cho người ta rồi, tôi không muốn người ta chết, con chỉ muốn người ta nhận ra cái sai, đừng làm điều ác thôi. Chứ chết hết thì thế giới này không có ai ở trong lòng. Vô thì mẹ nhé, mẹ vô vì con nhé. Mẹ yêu mẹ, cảm ơn mẹ vô đi. Mẹ ơi, mẹ con vô nhé. Chào em. Em từ đâu tới? Bây giờ con suy nghĩ đi. Con đã hy sinh. Bây giờ con ở lại con làm được gì? Khi đã chết rồi thì không làm được gì cả. Chỉ cái việc con có thể làm được là con đi về với Chúa. Dù con không có đạo, con cũng đi về với Chúa. Chúa là ông trời. Con van nài Chúa cứu Hồng Kông. Chỉ có cách đó là tốt nhất thôi. Không ai cứu được Hồng Kông ngoài Chúa. Con hận tụi nó, con không bằng nằm đi, con không cam chịu đi. Con giữ cái Cả hận. thế giới bây giờ ai cũng biết tụi nó rồi. Đúng, bây giờ con hận tụi nó. Con có cứu được Hồng Kông hay không? Hay là con đi về con van nài lòng thương xót của Chúa, con cứu được học có thể cứu được Hồng Kông. Con không biết Chúa. Cô sẽ giới thiệu Chúa cho con. Chúa có giúp được cứu được thành công không? Không thật để dân chúng con làm nô lệ như thế đâu. Thì đó chỉ có Chúa thôi, chỉ có Phải Chúa. Chỉ chiến đấu có Chúa thôi con, chỉ có Chúa thôi. Chỉ có Chúa mới làm được. bao nhiêu người bạn của con cũng ngã xuống như thế rồi. Bây giờ con Con kêu hận hết tụi bạn nó. bạn con đã đi về với Chúa hết rồi. Bà cầu nguyện hồi nãy người ta cũng đã đi rồi. Bây giờ Chúa sẽ tha thứ tội cho chúng con. Không phải là tội tranh đấu, nhưng mình là con người, mình cũng có nhiều xúc phạm tội lỗi, Chúa sẽ tha thứ rồi đi về đó. Con hận nó, Xin Chúa không lấy phải cái nó hận giết thù con ra. chết, Xin Chúa lấy mà cái con hận. của con chết, mà chính nó đè lên cái bụng bầu của con, nên con chết trước và con chết sau. Thằng nhỏ chết trước, con chết sau, chứ không phải con chết rồi thằng nhỏ nó chết theo con. Nên con hận nó, con hận nó lấy cái đầu gối nó đè lên bụng của con hận tụi nó, con hận cái thằng đó, con hận cái thằng đè tay con, bẻ tay con nữa, con hận nó. Rồi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin Chúa lấy cái hận thù ra. Xin Chúa chữa lành vết thương lòng của người mẹ. Người mẹ yêu nước, một người đàn bà can đảm hy sinh cho nước mình. Xin Chúa thương xót.
chữa lành mọi vết thương lòng của người phụ nữ này. Người ta có thể chết vì tổ quốc người ta. Có ai chịu chết cho anh em mình, để cứu anh em mình ra khỏi tay của ma quỷ? Mẹ sao mẹ? Mẹ ơi sao rồi mẹ? Mẹ không sao. Hết chưa mẹ? Mẹ không mẹ? Mẹ mẹ có nhớ mấy thằng đó nữa không? Mẹ mẹ cũng muốn giết nó mẹ. Để con về con giết nó nha. Con về con giết nó nha mẹ. Nha mẹ. Giết nó trả thù nha mẹ. Thôi bỏ đi. Để cho người khác làm chuyện đó. Con cảm ơn ông chú. Con cảm ơn bà. Mẹ mẹ hai mẹ con mình về chỗ dành cho hai mẹ con mình nhé. Rồi cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho Hồng Kông. Sống mẹ không chăm sóc con được, bây giờ mẹ dắt con về mẹ chăm sóc con đi. Rồi cầu nguyện cho Hồng Kông. Cảm ơn cô. Chúa đã lấy cái hận thù của con ra rồi. Bây giờ con đi về để cầu nguyện cho Hồng Kông. Dạ con hết, không còn giận tụi nó nữa đâu. Được rồi, Chúa đã chữa lành cho con, cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúa là ông trời đó. À, ông trời là Chúa. Rồi bây giờ con đi đi. Hai mẹ con nắm tay nhau đi về với Chúa. À, cảm ơn Chúa. Rồi chào. Cảm ơn bà, mẹ con tuyệt vời quá. Mẹ con là mẹ của con đi nha bà. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cái cô này này. Cảm ơn Chúa đã nhậm lời. Cảm ơn Chúa đã nhậm lời. Cảm ơn Chúa đã nhận lời. Đúng. Con về, chúng ta có sự cầu nguyện, con sẽ nói với ông Chúa cho Hồng Kông, cho mấy thằng chi nạn đừng ác nữa. Đúng. Để cho Hồng Kông không bị chết như mẹ con của con. Ừ. Làm rồi. Cho nó đừng ác thôi, phải để nó sống. Nó cũng cần phải được sống. Những người lính đó họ ác nhưng mà họ bị bắt buộc thôi con. Dạ thì họ cũng cần phải sống. Được rồi, rồi. Con đi nha. Chào nha. Cho con cái này đi. Con mang đi luôn. Xin, để bà xin Chúa cho con. Bỏ nó xuống đi, Chúa cho cái khác. Con đâu cầm đi được. Nhưng mà bà xin Chúa sao cho vậy? Con đâu cầm đi được. Bà sẽ xin Chúa cho con khác. Cho con. Hả? Xin Chúa cho con một cái gì? Xin Chúa cho con một cái thánh giá. Hả? Bà ơi, anh ở đây luôn nè. In vô tay con rồi hả? Tạ ơn Chúa. Anh chưa nằm bên tay con nè. Rồi con đi đi, chừng nào con... Từ nào con muốn cầu nguyện cho Hồng Kông, con xè cái tay con ra con cầu nguyện. Con xin nhắn thịt nó không để rớt nha. Mẹ ơi, thế mẹ rớt con đi bằng tay này. Không rớt đâu con, nó đã in trong rồi, không rớt đâu. Bỏ tay đi. Rồi đi đi con. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn ông chú con đi, mẹ cảm ơn. Chào. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cái chị này luôn. Rồi đi đi.